Như nào? Đây. Không không, nhí này là không cần phải câu đúng không? Đây, đây cá cờ rất là đẹp. Đây, đây là con giun. Đây, đây. Cá cờ nhá. Đây là con giun. Đây. Để nó xuống, con cá cờ nó thích tanh ấy, nó gặm phát, nó gặm chặt. Nó gặm chặt chút nhất lên nó vẫn gặm cờ. Ừ. Xong rồi mình nó gặm mình không bỏ ra được. Ra bên này đi. Nó gặm mình không bỏ ra được đâu. Thì mình phải nó ăn bèo. Nó ăn bèo. Ừ. Ôi này, cá cờ này. Đấy, thằng cháu tôi đi xúc về đây. Mấy đây. Con bé đi xúc này. Con này đẹp thật này. Cá cờ này. Đây, khi mà nhìn thấy cá cờ này thì còn nó chứng minh cho một điều rằng trái đất cũng như là còn rất là sạch, như những thửa ruộng không phải bị phun thuốc nó mới có cá cờ ấy. Đây. Đây. Rất là đẹp luôn này. Đấy. Các bác có thích cá cờ để về nuôi làm cảnh, làm tiểu cảnh ở đâu ấy thì mua nhá. Đây. Đây này, trả nó tiền rồi nó còn không bán cho đây. 50.000 một ba con to này nó không bán đâu đây này. Đấy, nó bảo tiền là phù du gì ạ. Thế cơ mà.